Thì nói chung là cái vì đam mê, cái tài xế mình cực kỳ thích, mình thích rất là lâu, nhưng mà mình không có đủ điều kiện, mình không, nói chung là gia đình mình không có đủ điều kiện để lo cho mình. Nhưng mà chính bản thân mình sẽ tiết kiệm, nuôi heo tiết kiệm Hello, à. xin chào cả nhà đã đến tới video của Vân Nhan. Hôm nay mình có một cái bầu tâm sự. Thì nói chung là mình không có gì hết. Thì mình có một cái bầu tâm sự là mình muốn để tiết kiệm một cái số tiền nào đó, mình tính đi học bằng bằng lái. Đó. Thì nói chung là mình cũng muốn đi học cái bằng lái xe để sau này ví dụ thất nghiệp hay là gì đó, hoặc là cái mình làm YouTube này kia nọ đó cả nhà. Thì mình cũng không biết là tiết kiệm như thế nào, nhưng mà cái hồi đó nha là mình cũng tiết kiệm đây con heo đất này cả nhà, thấy bộ không, mình mới mua luôn á cả nhà. Hồi đó nha mình nuôi một con heo đất, nhưng mà mình sắm được luôn con 150cc. Hiện tại mình đang đi đây này cả nhà, đây này, đó, đây là con ẹt 150cc của mình. Là học đó nha, mình tiết kiệm, mình nuôi heo, mình từng tiết kiệm từng đồng từng cắt, từng đồng từng cắt. Ví dụ là một tháng á, mình làm được bao nhiêu tiền, học đó là mình sửa xe, cứ là một tháng là bao nhiêu tiền mình chích ra, mình ăn uống mình chích ra, là kiếm được một số tiền là mình để đủ một cái số tiền mình mua một cái con ẹt 150 này. Nói chung là mình cũng tiết kiệm mấy năm trời ở cả nhà. Thì bây giờ mình muốn học bằng lái xe bốn bánh đó. Thì bây giờ mình mua một con, đây mình mua cái con heo đất này, được không, thấy nó bự, nó mập y như mình luôn á cả nhà. Thì mình sẽ ví dụ là mình làm bên YouTube có được bao nhiêu, ai cho mình bấy nhiêu, thì mình bỏ sỉ vô đây tiết kiệm. Nó tầm khoảng cỡ nếu mà học cái bằng lái đó là 16 17 triệu á, nhưng mà mình muốn chi phí xăng cộ này kia nọ luôn á, thì học bằng lái đồ luôn á, thì khoảng cỡ 20 triệu. 20 triệu là hơi lâu á nha cả nhà nha. Nhưng mà mình sẽ tiết kiệm được bằng con heo này, cả nhà có tin không? Đó, thì nói chung là cả nhà chắc cũng không ai tin mà con trai ai đâu mà nuôi heo đúng không? Nhưng mà mình nuôi heo rồi đó. Mình nuôi heo, mình sắm luôn cái con ẹt 150. Ghê vô. Đó, thì con ẹt 150 là mình sắm mình mua được luôn. Bây giờ mình tiếp tục mình nuôi thêm một con heo mới vừa mua luôn nha cả nhà nha. Đây nè, thấy đẹp không, nó mập mịp y như mình luôn, không, nó màu đỏ. Mình biết tại sao mà mình mua màu đỏ không cả nhà, tại vì á mình mua màu đỏ gọi là sự may mắn, may mắn đến tới cho mình, may mắn đến tới tất cả mọi thứ đều cho mình thích màu đỏ. Thì bây giờ mình làm mấy bữa giờ mình làm bên kênh YouTube và lãnh lương, thì nói chung mình cũng cho mẹ mình này, cho gia đình mình này, thì cho những người kia, và mình tiêu xài sang cổ này kia nọ. Thì bây giờ thì có nhiều cô chú đồ cũng cho mình đó, cho mình tiền này kia nọ. Bây giờ mình trong người mình còn 2 triệu, 2 triệu thì mình sẽ bỏ vô đây. Mình sẽ bỏ vô đây là lần đầu tiên mình sẽ bỏ vô cho con heo ăn được 2 triệu nha cả nhà. Thì mình không có tiền nhiệt nhiều thì mình cứ cứ có được nhiều thì mình cứ bỏ vô được bấy nhiêu thôi. Đó. Thì ví dụ là ai mà bạn bè anh em đồ, giống như cái tánh của Vương nha, kỳ lắm. Nếu mà bạn bè anh em này kia nọ mà rủ đi uống cà phê hay là gì á, cứ lo cho anh em trước đi rồi mình tính sau. Đó. Thì mình cũng muốn vui vẻ thoải mái thôi. Đó.
rồi còn nhiều khi là mình thấy những cái hoàn cảnh khác khổ này kia nọ rồi cả nhà, thì mình cũng muốn giúp đỡ người đó này kia nọ, thì mình cũng chi chích này kia nọ cho, nhưng mà mình chi chích á thì mình cũng không có ra video, tại vì bên cái kênh Huỳnh Kha Vlog là làm thiện nguyện, làm thiện nguyện là làm từ thiện, mình chính tay mình là cầm là cameraman của Huỳnh Kha Vlog đó, đã thiện nguyện rồi, kênh mình chỉ quay cái cuộc sống, quay những cái cảnh vui vẻ hài hước ẩm thực này kia nọ cho giải trí cho tất cả mọi người và cả nhà đều xem, và nhớ hãy ủng hộ cho Vương nha, cho Vương một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ để Vương mạnh mẽ, Vương còn sống, Vương còn lo cho gia đình nữa. Thì nói chung là Vương làm á, Vương làm cái hàng YouTube, làm bên cái kênh YouTube này thì mình làm chỉ vì đam mê thôi. Nói chung là mình nghĩ là mình có duyên với YouTube hay sao á cả nhà. Mình cực kỳ may mắn luôn. Tự nhiên á là mình tình cờ, thì nói chung á mình quen Kha là trước tiên là gặp bạn Thiện. Thiện là người bạn thân của mình, cực kỳ thân luôn. Bạn Thiện á là cực kỳ thân. Là lúc đó là nó ăn mừng cái kênh của nó là hồi bữa là mấy trăm ca sub á. Đó, mấy trăm người đăng ký á, thì nó mời mình đi vô chơi chung, tại bạn bè anh em thân mà, vô nhà Huỳnh Kha. Là từ cái lúc mà mình với lại Huỳnh Kha là quen là từ cái lúc đó luôn. Đó. Nhưng mà mình có duyên với YouTube hay sao á, mình không hiểu đến nỗi là bây giờ mình bật cái kênh YouTube luôn. Đó. Mình vô nhà anh Kha chơi có lần một à. Rồi xong mình không có vô nhà anh Kha chơi nữa, tại mình lúc đó là mình là một ông chủ sửa xe. Mình là ông chủ sửa xe. Mình vô mình sửa Kha vô tan sơn. Rồi vài bữa sau nó hay nhớt này kia nọ, vô rồi tiếp xúc anh em nói chuyện rồi vui vẻ hòa đồng xong rồi á. Một ngày nào đó Kha rủ mình làm YouTube. À, là từ cái lúc mà Kha rủ mình á nha, làm YouTube học đó là mình cũng làm YouTube, nhưng mà cái YouTube á là mình làm giải trí vui vẻ, mình đăng khẩu trang đa năng rồi sửa xe, hướng dẫn sửa xe này kia nọ cả nhà. Đó, nhưng mà mình hướng dẫn nha, thì mình đâu biết là cái kỹ thuật này kia nọ, nhưng mà mình không suy nghĩ đến cái mức độ là mình kiếm tiền YouTube. Mình không suy nghĩ tới cái điều đó luôn. Nhưng mà mình cực kỳ may mắn. Mình về với Kha nha, mình làm xong á thì mình nói thiệt, cái tiệm sửa xe của mình á thì do cái lỗi kỹ thuật, mình nói chung là cá nhân riêng của mình không nên nói ra. Thì mình cũng buồn lắm, rồi xong rồi mình đi theo Kha một bữa hai bữa vui quá, cái giống như là mình đam mê, mình yêu YouTube hay sao, nói chung là mình có duyên, gọi là có duyên với YouTube này kia nọ đó cả nhà. Thì mình đi theo, mình làm càng ngày nó càng đam mê, càng ngày mình làm càng thích nữa. Mình làm rất là vui, rất là vui. Nhưng mà mình làm YouTube này á, cái đầu óc của mình á rất là sảng khoái, rất là vui vẻ. Còn mà học đó mình làm sửa xe hoặc là tất cả các nghề khác á, tại vì mình làm một ông chủ, mình phải suy nghĩ táo tháng là tiền nhà này, tiền điện này, tiền nước này, tiền thuế này, nói chung tất cả mọi thứ mình phải suy nghĩ, rất là mệt mỏi. Nhưng mà mệt mỏi bù lại mình có rất là nhiều tiền. Nhưng mà mình sửa xe rất là nhiều tiền, nhưng mà nhiều tiền á là mình bỏ cái năng lực của mình làm hồi đó nha, Vương nói với cả nhà đều biết luôn nha, mình làm từ 7 giờ sáng miết tới 10 giờ đêm, có không ai tin đâu,
Tại vì người ta làm là 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều là người ta nghỉ hết rồi. Mình làm tới 10 giờ đêm, có lúc thì mệt quá thì khoảng còn 8 giờ mình nghỉ. Đó. Còn bữa nào mà mình khỏe mình sửa tốt 9 10 giờ đêm. Đó, mình làm cực kỳ giỏi luôn. Đó, nhưng mà nó lỗi kỹ thuật, cái đó khó quá, bỏ qua đi nha, mọi người thông cảm cho mình. Và mình nói về cái vụ Kha rủ mình làm YouTube. Bây giờ mình nói thì mình cực kỳ đam mê về YouTube. Tại vì cái YouTube là đem những cái niềm vui cho tất cả thế giới này đều xem, đều vui và đều biết những cái hay, những cái lạ và những cái dở. Đó. Nói chung là tất cả mọi thứ trên cái thế giới này thì mình thấy những cái gì lạ hay vui đồ mình sẽ quay lại hết tất cả mọi thứ cho cả nhà đều xem, cho cả nhà đều biết. Đó. Thì mình không có cái gì hết, mình rất là vui. Nhưng mà mình sẽ cái vui nhất là mình mới mua con heo và 2 triệu, 2 triệu mấy bữa giờ mình làm bên YouTube là 2 triệu này á, thì mình để dành mấy bữa giờ là mình lãnh tiền YouTube và những bà cô ở bên nước ngoài này kia nọ đó tặng hỗ trợ cho mình tiền xăng tiền cộ, thì mình lấy 2 triệu này mình nói chung là mình còn 300.000 trong bóp của mình. 300.000 đó là mình đổ xăng, mình xay sổ, mình đổ xăng, mình đi làm YouTube vú Quỳnh Kha vlog đó. Thì bây giờ là mình lấy 2 triệu mình sẽ nuôi heo, và mình cái quyết tâm của mình là để dành 20 triệu, 2 triệu thành 20 triệu. Mình để dành 20 triệu mình sẽ học một cái bằng lái xe mình chạy đó. Ví dụ sau này mình thất nghiệp hay gì đó, hay là ví dụ là sau này có trục trặc gì đó thì mình có thể là mình lái xe mình lo cho gia đình hoặc là gì đó. Thì nói chung là cái vì đam mê, cái tài xế mình cực kỳ thích, mình thích rất là lâu, nhưng mà mình không có đủ điều kiện, mình không nói chung là gia đình mình không có đủ điều kiện để lo cho mình. Nhưng mà chính bản thân mình sẽ tiết kiệm, nuôi heo tiết kiệm. À, nuôi heo tiết kiệm nha cả nhà nha, con heo cực kỳ bự luôn. Nếu mà mình đựng 20 triệu, ví dụ là mình có bao nhiêu mình đựng bấy nhiêu, mình có bao nhiêu mình đựng bấy nhiêu. Ví dụ ai mà muốn tiết kiệm giống như mình phải mua một con heo, nhưng mà heo này á cả nhà phải lựa nha, cái đít là phải nhỏ nha. Nếu mà cái đít bự á là mình sẽ kiếm đồ á, mình cày học đó, mình cũng nuôi heo á, mình cày hoài, cày hoài cuối cùng là mình tiết kiệm không được luôn cả nhà, mình không tiết kiệm được luôn. Nhưng mà mình rút kinh nghiệm, mình lựa cái đít nó nhỏ đó, nó nhỏ thôi, mình cày không bao giờ được luôn đó. Mình cày không được là mình cứ bỏ tiền vô thôi, mình cày không được chỉ có đập ra thôi. Nhưng mình phải quyết tâm một cái điều, mình sẽ lấy bằng lái, mình sẽ học bằng lái, và để 20 triệu mình học bằng lái, mình sẽ cố gắng và mình bỏ heo, bỏ tiền vô heo nha cả nhà nha. Đây bây giờ mình bỏ một tờ 500 trước nha cả nhà nha. Ví dụ mà ai mà muốn đam mê học nghề hay là đam mê mua một cái thứ gì đó chính đôi bàn tay của mình. Ây cha, nó nhỏ quá mình đẩy vô không có được đó. Nói chung là cái chính bàn tay của mình làm đồng tiền ra, và mình tiết kiệm thì nó cực kỳ hay luôn cả nhà. Tại cái đồng tiền của gọi là mồ hôi nước mắt của mình làm ra, mình tạo ra thì nó ok hơn đó. Bây giờ mình mới bỏ 2 tờ, cái tờ này là tờ thứ 3 nè, tổng cộng là 4 tờ 2 triệu nha cả nhà nha. Thì mình cũng không có gì hết, mình chỉ có mong muốn cả nhà
thương Vuông, ủng hộ cho Vuông và chia sẻ cho Vuông để Vuông có cái động lực Vuông Vuông làm, Vuông tiết kiệm, Vuông tiết kiệm, Vuông sẽ xây cái ước mơ của Vuông. Vuông rất cảm ơn, một lời là cảm ơn cả nhà và các bạn và mọi người. Thì bây giờ mình cũng bỏ xong, đây là con heo mình sẽ nuôi, mình sẽ nuôi nó, mình nuôi heo. Giờ mình cũng cảm ơn cả nhà và mọi người và các bạn đã theo dõi ủng hộ video này, và xin gặp lại video tiếp theo, và hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha. Mình rất cảm ơn cả nhà rất là nhiều, tại vì mình sẽ ráng cố gắng mình làm Thùy Nguyện dưới Quỳnh Kha Vlog, mình ráng cố gắng mình ra những cái video vui vẻ hài hước cho cả nhà đều nghe. Mình rất vui lên đây và nói chuyện cho cả nhà đều biết, mình chia sẻ cho cả nhà vui với mình. Và mình xin bye bye cả nhà.